Quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Gaming của mình thì hôm nay mình lại cung cấp cho các bạn một số cái thẻ tặng nha. Cái thẻ tặng này các bạn để các bạn sử dụng, các bạn được thưởng 30.000 ca băm các bạn nha, rất là nhiều, và mình được hưởng có 1.000 thôi ha. Và mình sẽ cung cấp cho các bạn các mã thưởng này, các mã sử dụng đó các bạn. Ví dụ ở đây là nè, mình cái mã này mình sẽ để ở trong mô tả video bình đầu tiên nha. Nè các bạn thấy không nha. Thì các bạn bấm vô sử dụng thẻ quà tặng này, các bạn điền cái mã có vô thì các bạn sẽ được hưởng 30k băm nha. Còn bạn nào mà có thẻ quà tặng á, cho mình một cái thẻ các bạn thì mình sẽ được thưởng. Ở đây thì mình chưa có. Nó rất là nhiều ha, mình để rất là nhiều luôn á, mình để ở dưới cái bình luận đầu tiên cho các bạn nha. Các bạn cứ copy cái đó sử dụng nha các bạn nha. Rất là nhiều luôn. Và một cái thẻ nữa là cái thẻ băm này các bạn, là mình đang còn thiếu hai người nữa ha. Thì các bạn hãy sử dụng cái mã này để thêm hai người vào để được hưởng tiếp các bạn. Cái này là thẻ băm nha, còn thẻ tặng nè. Thẻ tặng là khác nha, mình để thẻ tặng khác, thẻ băm khác, các bạn để ý nha. Đó rất là nhiều nè. Đó các bạn sử dụng. Rồi. Đó là cái cách để các bạn tăng thêm băm nha, để tăng thêm cái tốc độ đào. Còn nếu các bạn nào có rep thì các bạn nhớ đi vào cái chữ mỏ đào các bạn nhận thêm cái Bitcoin các bạn. Đó nè, Bitcoin nè. Nhớ nhận thêm nha. Cái con này nó ngon lắm các bạn á, chứ không phải đơn giản đâu. Cái con co này nó ngon lắm, đào ít lắm. Hồi đó có một bạn gửi cho mình tin nhắn là đào rất là lâu rồi mà được có 0.22 co các bạn. Nếu đào solo á. Cho nên là các bạn hãy tranh thủ đào con này. Mỗi ngày thì mình đều nhận cái Bitcoin các bạn nè, nếu mình có rep ha. Cũng được luôn các bạn đó, ha. Nó rất là nhiều nha, cứ lít mà coi mà kiếm thôi. Lụm giống như là lụm xu rồi đó. Đó. Nó khi nào nó hết thì thôi. Đó nó hết rồi thôi các bạn. Hai các bạn làm để tăng cái thẻ băm như này, cái băm của tôi nè, nó tăng lên nha. Còn cái băm này là cái băm của cái phép các bạn. Ha. Rồi thì mình đào được 13.4 con co các bạn, tại vì đào chậm đó. Tức là giống như là mình mới tham gia đó, cho nên là hơi uổng. Lúc trước phải mình biết mình tha hướng dẫn các bạn con này là ngon rồi. Tuy nhiên là mình cũng lười, cho nên là cái con này mình đào chậm. Nhưng mà có hơn không các bạn. Rồi ha. Mỗi ngày các bạn đi vô nhớ lấy co nha. Nhưng mà một ngày lấy hai lần thôi các bạn, bởi vì sao cái số co các bạn lấy á, nếu mà nó nhỏ hơn 150 là các bạn không đào được nữa đâu. Thế cho nên là chờ nó hiện lên cái nút này là hãy nhận co đó, rồi các bạn nên bấm vào. Rồi thì đơn giản như vậy thôi, chủ yếu là mình để mấy cái mã thưởng ở dưới á, mã quà tặng á, mình để dưới, các bạn cứ bấm vô các bạn nhận nha. Nhiều lắm các bạn, 30.000 ca là các bạn nhận xong rồi á, là các bạn được tăng cái tốc độ đào lên nha. Nhớ nha các bạn nha. Rồi còn bạn nào chưa đăng ký co thì hãy vào mô tả video đăng ký các bạn ha, có đường link luôn. Và có video hướng dẫn luôn, các bạn làm theo là được. Rất là đơn giản nha. Hãy tranh thủ cái con này sắp manet rồi các bạn ha. Và nó bình chọn là một cái con co này bình chọn lớn nhất là 1.000 đô một con đó các bạn. Rất là cao nha chứ không phải nhỏ đâu. Cho nên là các bạn hãy tranh thủ làm. Cái kèo nào mình làm video nhiều là các bạn hãy tranh thủ làm nha. Rồi chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại video sau.